Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Thì mình đi làm việc thì mình thấy ở bên đường nó có một chú chó, nhưng mà bị người ta cột cái mỏ lại rồi, rất là tội nghiệp. Bị cột cái mỏ lại rồi, mình không biết là ăn cũng không được mà uống cũng không được nữa. Cái thì nó thấy người lạ nó sợ quá nó đi rồi, không biết ai mà chơi ác thật. Cột cái mỏ lại thì ăn uống thì đâu có được đâu. Thì trên đường đi thì mình thấy một con chó nó bị, mình nghi là con chó này là bị ăn trộm nó bắt rồi, nó quấn cái mỏ lại nè. Thì hai anh em, một mình Sơn thì không có ấy được, nhưng mà nhờ một anh đi đường nữa, hai anh em sẽ giải cứu cái này. Thì ảnh cũng sợ, là sợ nhiều khi nó người ta đổi thừa là ảnh bắt trộm á, hai anh em bắt trộm, nên là mình làm lại cái video này để cho mình làm bằng chứng nha. Đó thì rất là tội nghiệp luôn. Đó nè, quấn cái mỏ lại, mình nghi là như ảnh nói là bắt trộm không? Nghi luôn. Đúng rồi, cái này là nó bắt trộm rồi. Thôi thì hai anh em mình quyết định giải cứu nha. Rồi ok. Giờ thì một mình không có làm gì được rồi. Bây giờ phải nhờ thêm sự hỗ trợ của mấy anh em. Mình cũng như một anh kia nói là chắc chó này bị bắt trộm nên là nó quấn cái miệng á. Giờ mình chỉ cần mình giải cứu, mình gỡ cái băng keo miệng ra thôi. Còn nó sẽ tự mưu sinh lấy. Đây bị quấn cái miệng rồi đây. Rất là tội nghiệp. Thà là mình cứ thả ra, mình gỡ cái miệng cho nó rồi bắt đầu là nó muốn tự mưu sinh thì nó dễ hơn. Giờ quấn cái miệng này nó chỉ một ngày thôi, nó chỉ chịu đựng được một ngày thôi. Giờ mình sẽ nhờ sự hỗ trợ của mấy anh em. Đây cả nhà mình thấy cái mõm của nó bị băng lại rồi. Đó, rất là tội nghiệp. Rồi mình nhờ sự hỗ trợ của hai anh em nữa. Đúng không? Đó, nó bị băng cái đây lại này, nó băng cái miệng lại rồi, thì bây giờ mình giải cứu, mình gỡ băng keo nó thôi. Bây giờ em làm cái vòng đi, em gắn vô trong cái cây, em đi ra về phía sau. Còn hai người mình đứng đây là để mình cho nó tập trung. Mình sẽ lên phương án mình giải cứu cho nó. Đó, rồi. Làm cái dòng thắt. Quấn lên nhiều ơi. Tại vì chắc mình nghi là chú chó này bị mất trộm chắc cỡ tầm sáng đây thôi. Mà nó bị sảy thôi, chứ còn nếu mà cỡ một ngày là nó yếu sức, nó chạy không nổi đâu. Bây giờ là mình sẽ làm cái dòng. Lui vào đây bớt, để cho cái dòng nó rộng, cho cái miệng nó rộng ra. Đừng có gút. Ý là đó, cái đó. Sẽ tiến hành nhử. Tịnh xuống cái đây. Thà là mình gỡ cái miệng ra rồi nó muốn đi đâu nó đi. Không biết chó nhà ai. Ủa
chú sắp thành công rồi, ok, rất là tuyệt vời. Ra ra dính 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 dính, đừng manh động, đừng manh động, đừng manh động, đừng manh động, tỉnh tỉnh xuống ấy vô, từ từ nha. Nắm cái cổ của nó lại, nắm cái cổ của nó lại. Đó, từ từ từ, để tôi quay cận cảnh đó, để mất công người ta nói mình bắt trộm đồ này nọ. Đó, nắm ở trên cái ấy, nắm ở trên cái này nè. Đó. Rồi, đây nè. Gửi dây đây. Rồi em chối nhà ai trả lại cho người ta này. Anh tên gỡ anh Sơn gửi. Rồi nha. Gỡ này, bớt coi này. Ê, đó, từ nha. Lại, từ từ gỡ, bớt cái miệng á. Bớt cái miệng lại luôn. Rồi, ok. Rồi, ta phải rồi, 1 2 3 chạy. Nó bị bắt rồi. Rồi mình đã giải cứu thành công cho chú chó rồi nha. Đây. Rồi. Chú chó thành công. Rồi đi nha con nha. Thành công nhờ hai thằng đệ. Đúng là cái thế của mình hay quá không? Hai thằng nhữ một thằng ấy. Đó. Cảm ơn kìa. Rồi nó đi tới lại nè. Đó, rồi ok. Rồi rất cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Thì cuộc giải cứu thành công rồi. Hy vọng rằng nó sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.